hát hay gớm. Và đây là Polo Pilo. Polo Pilo, ui, tình huống múa phải nói là cực gắt. Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Hôm nay lại là mình đây, lại là Tara đường top nha anh em. Hôm nay đối đầu của mình là vị tướng Valentino nha anh em. Trận này thì gặp một vị tướng cao tay hơn nữa rồi. Và cách xử lý như thế nào mời anh em xem đến cuối clip để biết clip, để biết mình cách xử lý của mình khi gặp Valentino nha anh em. Tara lên solo với anh công em. Trời ơi. Bạn ơi, biết mình ai không bạn ơi? Chất tướng Tara thì thua chất tướng Valentino rồi. Valentino thì chất tướng đang đứt luôn Tara nha anh em. Bởi vậy thanh niên Valentino mới vô là gãy sớm rồi. Gãy sớm ăn được gì bạn ơi? Ok, để mình coi cái trình bạn tới đâu mà bạn gãy sớm quá vậy. Cố gắng thư thư đi anh em ơi. Mình cũng sẽ kêu khích bạn ấy lại nha anh em. Đợi đó đi bạn ơi. Rồi bạn sẽ được lên YouTube thôi mà. Lâu quá trời không có tương tác với anh em luôn anh em ơi. Dạo này công việc bận quá nên mình không có ra clip xuyên được. Anh em thông cảm nha. Ok, anh em nào mà xem clip mình nếu thấy hay thì nhớ cho mình một nút like, một nút subscribe để ủng hộ kênh mình nha anh em. Ok, thích thì nhích bạn ơi. Vẫn còn ham, vẫn còn rất là ham mạng mình. Tưởng đâu mình dễ nuốt hay sao anh em ơi. Có bạn rừng mình đây mà vẫn còn dí theo mình nè. Rồi, xác định mạng đầu. Chiến công đầu dành cho mình rồi anh em ơi. Mạng đầu khá là dễ luôn. Mình sẽ cố gắng cho bạn ấy phế luôn toàn tập luôn anh em ơi. Cho bạn ấy bớt hổ báo khi mà gặp những vị tướng yếu thế hơn nha anh em. Cái game này mang tính chất đồng đội và thắng bại tại kỹ năng nữa, nên là anh em đừng có ảo tưởng sức mạnh về một vị tướng nào đó nha anh em. Valentino thì có thể là chất tướng khá là ngon khi đi đường tà thần, nhưng chưa chắc ăn được hầu hết các cả vị tướng đâu anh em ơi, nhờ kỹ năng nữa. Bạn này kỹ năng thì cũng được thôi chứ cũng không gì ghê gớm đâu anh em ơi. Cũng mới biết tung hoa nhặt hoa thôi mà gáy sớm quá. Ok, hoa này mình hết máu mình sẽ đam cực kỳ cao nha anh em ơi. Hổ báo này hai công dành cho mình anh em ơi. Cũng không có khó, không khó mấy. Tao thua mày. Được, ok. Thua thì thua. Gãy sớm được gì bạn ơi. Mình đang giới thiệu tên kênh mình cho bạn ấy lên tìm để xem cái clip của bạn ấy nè. Trời ơi, lại bay ra nữa. Sao mà hổ báo thế không nhỉ? Khổ quá mà. Thanh niên khá là hổ báo. Chết 030 vẫn còn cái hổ báo anh em ơi. 201 dành cho mình nè. Xem bạn ấy chắc đang có độ nội bộ rồi. Mình lên đam đam xíu để mình chơi với con Valentino, kết liễu nó dễ hơn. Chứ nếu mà không có đam thì mình sẽ rất là khó kết liễu đó nha anh em. Ok, 302 dành cho mình rồi anh em ơi.
khá là xanh rồi. Có lẽ là mình sẽ cũng sẽ tưởng sức mạnh khi mà xanh vậy đó nha. Đây nè, chạy nè, chạy hộ bạn ấy nè, rớt coi. Núp bụi cỏ hả? Núp bụi cỏ chứ chúng tôi 402 dành cho mình đây nha. Mình sẽ lên một cái chồng băng giá để làm chậm con hoa lên cho nó bớt múa lại như thế này. Múa mà gáy quá. 4 con gà này thì Valentino có thể được chơi hết lại rồi nè. Mình khá là xanh. Ây da. Lời nhắn tin nè. Ba chắc tổng hồi nãy bị nó đánh chết nhắn rồi nè. Thanh niên này vẫn khá là cây cú và không chấp nhận thua mình nữa luôn ơi. Ok, một pha trình diễn múa nhạc khoa của anh ta. Dạ, sai đã đi vào lòng đất luôn em ơi. Đây, cho cái thác đá này nè. Cấu luôn. Tóc biến các kiểu luôn. Mình chạy đường nào. Chạy đường nào bạn ơi. Pha này chắc băng trụ giết luôn em ơi. Ây da. Ui, nghe hết. Làm cho một pha chóng nguyên hoàng là mình không thể nào nhảy ra khỏi trụ được không ạ? Thanh niên ảo tưởng sức mạnh băng trụ giết người và cái chết thôi luôn. Chết mất luôn rồi. Hết chồng băng nhớ. Giờ mình sẽ lên một cây đao tiêu hồn để giảm khả năng hồi phục của Thanh niên ảo. Cái viên thuốc tiến này sẽ lên đầu này để phát tiến nha mấy. Nói cái gì bạn ơi, thử không? Thử sức mạnh không bạn ơi? Chạy, chạy. Chết hoài mà không sợ này. Và đây là Valentino. Valentino một pha tình diễn khá là ngoạn mục của anh. Ok, ok, chạy nha. Rồi rồi nó chạy thoát lên nha. Đu trưởng lên cái làm rồi nó chạy thoát lên. Thì mình chơi cũng khá là hay trong trận này nha. Gáp bên cây mạng đá khá là đau luôn đó nha. Lại chết nữa, qua lên lại chết anh em ơi. Trận này chắc Valentino bị chửi sắp mặt luôn anh em ơi. Đi Valentino đi top mà gặp thua ta ra thì bị tên chửi sắp mặt là chuyện bình thường. Ai mượn chơi dở mà gáy chi. Mình không thèm bấm anti, mình để đó ít máu mình cấu cho thốn mà cuối cùng nó dùng combo chết luôn em ơi. Tên sát thương phép đó là một cái tác chế para khá là tốt luôn em ơi. Para rất là sợ mấy con sát thương phép nên bởi vậy có xanh thì cũng đừng ở tới sức mạnh đó em ơi. Mấy con này nó bắn khá là rét luôn. Có lẽ cố gắng mình đã quá ảo tưởng sức mạnh rồi. Xanh quá nè. Cái map cái khó, khá là khó luôn. Đi đuổi với chúng tôi nè. Đi đuổi với chúng tôi. Thầy đào đang nảy lấy nha. Và đây là Flo. Rồi nó gặp Beta ra rồi. Phải chết thôi anh em ơi.
Dạ. Rồi nhắn tin, thanh niên rồi nhắn tin rồi cái chết. Rồi nó dùng đam chắc chết luôn nha. Quá là rác luôn. Rồi nhắn tin. Ok, mình sẽ làm một món kháng phép nha anh em. Thanh niên đòi nhắn tin anh em, nó đánh quá đánh anh em ơi, phải trả thù cú này mới được. Hay quá, rừng chơi khá là hay luôn anh em ơi. Chết luôn bạn này luôn nè, không kịp rồi. Rất hay bạn chơi cũng khá là hay luôn, không thể tin tưởng đối thủ được anh em ơi. Đang khá là nhiều sát thương phép. Chạy hộ bạn ơi, chạy hộ bạn ơi. Cái này thì mình đang cụ giết nó luôn là cũng bình thường thôi. Mình phải báo cáo tròn á. Báo tròn phải báo cáo tròn. Chạy nè. Bạn nhớ ra không kịp quá, lướt luôn là chết luôn em ơi. Đang mình khống chế cũng khá là khó chịu luôn. Đang trụ luôn, đang trụ luôn em ơi. Nóng quá rồi. Đang trụ chính luôn. Đang trụ chính nhất luôn. Ok, giờ chắc là mình đã kết thúc trận đấu tại đây nha nha. Cảm ơn anh em đã xem video rất clip. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Yeah.